Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn trở lại với thông tin liên quan đến sai phạm của ông Thích Trân Quang về việc sử dụng đất rừng trái phép. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy trong suốt thời gian qua, báo chí cũng đã chia sẻ rất nhiều các thông tin về việc lấn chiếm đất rừng trái phép để xây chùa của ông Thích Trân Quang cũng đã bị vạch trăng. Và hôm nay về việc xử lý công trình của ông Thích Trân Quang như thế nào trên bài báo, trên trang trong nội dung của bài viết trên trang báo công thương này sẽ xử lý công 35 công trình sai phạm của ông Thích Trang Quang như thế nào. Theo thông tin thì vào năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành thông báo kết luận số 349A của Tổng Bí thư Ủy ban nhân dân ngày 9 tháng 7 năm 2018 thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại chùa Phật Quang trong số đó thì có tổng số 36 công trình thì chỉ có một công trình có phép còn lại thì 35 công trình sai phép quý vị nghĩ sao về điều này quý vị trong khi lấn chiếm đất rừng phòng hộ thì chúng ta thấy rằng đó là một cái hành vi nghiêm trọng mà ai là người đứng sau chống lưng để cho ông thích chân quan này lộng hành để chiếm đất à, rừng phòng hộ một cách công khai với lượng lớn như vậy trong khi 36 công trình thì chỉ có một công trình được cho là có cấp phép. Còn 35 công trình kia lợi dụng một công trình đó để lấn chiếm một cách ngang nhiên. Và hôm nay sự việc bài lộ thì cơ quan chức năng vô cục và việc xử lý vấn đề này như thế nào chỉ còn là thời gian không bao lâu thôi quý vị. Các sai phạm xảy ra tại chùa Phật quan của ông Thích Trân Quang thì cơ quan quản lý tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thanh tra các công trình xây dựng tại chùa Phật Quan do ông Thích Chân Quang trụ trì và đã có kết luận về các sai phạm. Vào năm 2018 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại chùa Phật Quan thuộc huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kết luận thanh tra thì chùa Phật Quang đã xây dựng 36 công trình thì trong đó có 35 công trình là không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Trong đó có nhiều công trình lớn kiên cố như là đường giao thông, trải nhựa, diện tích khoảng 3.500 m2, xây dựng trên đất rừng phòng hộ do nhà nước quản lý. Riêng công trình duy nhất thì có cấp phép là chánh điện của chùa được xây dựng, được sở xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép xây dựng giấy phép số 23 So, ngày 20 tháng 9 năm 2001. Có điều là công trình được cấp phép này cũng xây dựng vượt phép. Theo giấy phép thì diện tích xây dựng sửa chữa là chỉ có 228 m nhưng trên thực tế thì chùa xây dựng chánh điện trên diện tích là 445,4 m. Điều đáng nói là các cơ quan quản lý đã lập biên bản và tiến hành lập 33 biên bản vi phạm ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định đình chỉ thi công, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Nhưng từ đó cho đến nay, những công trình sai phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại. Chùa Phật Quang đã xây dựng không phép, sai phép và bị xử phạt như thế nào? Căn cứ vào khoảng 7 điều 16 của Nghị định 16 năm 2022, Nghị định của Chính phủ cũng có quy định. Các trường hợp xây dựng công trình không phép, sai phép, sai thiết kế xây dựng mà đang thi công thì bị phạt như sau. A là phạt tiền từ 60 triệu đồng cho đến là 80 triệu đồng đối với xây dựng là nhà riêng lẻ. B là phạt tiền từ 80 triệu đồng cho đến là 100 triệu đồng đối với xây dựng là nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa hoặc công trình xây dựng khác. C lập phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật kỹ thuật đầu tư xây dựng. Như vậy, với 35 công trình không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng, thì tùy theo tính chất mức độ của từng công trình đã xây dựng tại chùa Phật Quang sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, với mức phạt như thế này thì quá nhẹ nhàng so với cái số tiền cúng dường khủng từ ông Thích Chân Quang thu vào tại các ngôi chùa mà ông đã đang ngự trì Như vậy, tiền thì tiền của bá tánh gửi về, tiền thì tiền không mồ hôi nước mắt, không tốn một chút năng lượng nào hết, chỉ tốn vài giọt nước bọt thì ông lại thu về một số tiền khủng. Thì với mức phạt như thế này cũng chẳng nhầm nhà, chẳng thấm thế gì cả. Và đây cũng là cơ hội để tiếp tay cho những người tham nhũng đứng sau đó chống lưng để mà cho ông thích chân quan lộng hành, bành trướng để chiếm đất rừng phùng hộ một cách ngang nhiên như vậy còn về vấn đề phạt này thì đối với ông thích Trân quan kể cả nói riêng và các ngôi chùa nói chung thì không thấm thía không ăn thua gì so với số lượng tiền khủng mà gọi là cúng dường từ các bá tánh phật tử gom về cho các ngôi chùa việc phải chấn chỉnh là thu hồi lại các công trình chứ còn mà phạt tiền với mức phạt theo quy định của pháp luật như thế này đối với các sai phạm của các ngôi chùa thì không ăn thua gì so với chùa của ông quan thưa quý vị trong quá trình chùa Phật Quang xây dựng các công trình không phép trên đất thì các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành lập biên bản vi phạm và ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định đình chỉ thi công, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, từ đó đến nay những hạng mục này vẫn tiếp tục được tồn tại không bị phá dỡ theo đúng quy định của pháp luật không rõ là do thái độ ngang nhiên thách thức coi thường pháp luật của tăng ni Phật tử, chùa Phật Quang hay là sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà khi đã ra từng ấy các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà các quyết định đình chỉ thi công vẫn không được chùa Phật Quang ngó tới để thực hiện. Quý vị thấy không? Theo cái um, nội dung trong cái uh, bài báo này thì chúng ta thấy rằng ông thường tọa chân quan này quá là ngang nhiên lộng hành có nghĩa là tiền của ông quá khủng ông có thể mua được tất cả như vậy chính từ điều này ông đã tiếp tay cho những quan tham đứng đằng sau chống lưng cho ông do là pháp luật quá lỏng lẻo hay là do ông quá lộng hành coi thường pháp luật một cách ngang nhiên để rồi mà ông cố tình thực hiện các hành vi sai phạm của mình trong khi là ban, ban hành 33 các quyết định xử phạt đó mà đến nay thì không có thực hiện một quyết định nào cả Như vậy là ông coi thường chống đối lại pháp luật Hay là ông có thể dùng tiền để thao túng các quan tham các cán bộ quan chức thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Để rồi ông ngang nhiên lộng hành như vậy Vấn đề sai phạm ở đây là thuộc về cơ quan đơn vị nào Tại sao ông Thích Trân Quang lại lộng hành đến một cách vô cớ như vậy Mà đến bây giờ không có cơ quan chức năng nào vào cuộc để xử lý thưa quý vị đó là điều mà những người cũng đã từng lên tiếng để đưa sự thật này ra ánh sáng nhằm đem lại sự công bằng và niềm tin cho các phật tử mọi cá nhân tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật không ai đứng ngồi vòng pháp luật là cơ sở tôn giáo lại càng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vậy tại sao một cơ sở tôn giáo trên địa bàn này ngang nhiên xây dựng tới 35 công trình sai phạm mà không một cơ quan chức năng nào của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện tiến hành dừng thi công hoặc cưỡng chế tháo dỡ các vi phạm đã nói trên? Phải chăng nếu công trình đầu tiên đã sai phạm và bị xử lý nghiêm minh mang tính răng đa thì có lẽ đã không dẫn tới 34 công trình tiếp theo sai phạm. Đấy. Riêng công trình duy nhất được cấp phép là chánh điện của chùa được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép xây dựng theo giấy phép xây dựng số 23 trên giấy phép xây dựng vào ngày 20 tháng 9 năm 2001. Nhưng công trình được cấp phép này tưởng chừng sẽ đúng quy định thì nhà chùa cũng ngang nhiên xây dựng vượt phép. Theo giấy phép thì diện tích xây dựng sửa chữa là 228 m2, nhưng trên thực tế thì chùa xây dựng chánh điện trên diện tích gần gấp đôi diện tích được được cấp phép là 445,4 m. Về kết luận thanh tra đã nêu rõ Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng này không đảm bảo quy hoạch tại khu vực núi Vinh vào thời điểm đó đúng theo quy định tại điểm 4.1 Mục 4 phần 1 theo Thông tư liên tịch số 9 năm 1999 được cấp vào ngày 10 tháng 12 năm 1999 của Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chính về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng có quy định về căn cứ để cấp giấy phép xây dựng. Do vậy, việc cơ sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng này là có sai sót. Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, tại sao không có một cán bộ nào của sở này tiến hành thanh tra, kiểm tra quá trình xây dựng chánh điện của chùa để dẫn đến sai phạm xây dựng vượt phép như thế này? Đề nghị cần làm rõ trách nhiệm và kiểm tra đúng mức đối với các khuyết điểm vi phạm của cá nhân tại các đơn vị liên quan và các vi phạm của chùa. Căn cứ theo khoảng 4 điều 16 của Nghị định 16 năm 2022 Nghị định Chính phủ có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc xây dựng vượt phép với giấy phép xây dựng được cấp như sau. Xử phạt hành chính với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp với trường hợp cấp phép sửa chữa cải tạo di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau. A là phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ. B là phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu du tích lịch sử, văn hóa và công trình xây dựng khác. C là phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Theo đó thì tùy thuộc vào tính chất mức độ của chánh điện mà chùa Phật Quang có thể bị xử phạt về hành vi vi phạm xây dựng vượt phép theo quy định của pháp luật. Công trình xây dựng sai với giấy phép xây dựng đã bị lập biên bản xử phạt nhưng tiếp tục sai phạm thì sẽ xử lý ra sao. Căn cứ theo khoảng 12 điều 16 của nghị định chính phủ có quy định về trường hợp tiếp tục sai phạm sau khi đã lập biên bản thì yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm như sau vi phạm về quy định trật tự xây dựng thứ nhất là xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã lập biên bản vi phạm hành chính trước khi ban hành quyết định xử phạt dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoảng 4 điều 6 và khoảng 7 khoảng 8 khoảng 9 và khoảng 10 điều này thì mất phạt cụ thể như sau A là phạt tiền từ trăm triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lã B là phạt tiền từ trăm hai mươi triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lã trong khu bảo tồn khu di tích lịch sử khu văn hóa hoặc công trình xây dựng khác C là phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo À, nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Theo đó, thì chùa Phật Quan đã bị cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lập biên bản xử phạt hành chính yêu cầu chấm dứt hành vi thi công công trình xây dựng sai với giấy phép xây dựng. À, trước khi ban hành quyết định xử phạt, mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm của mình, thì cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt như sau phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu du tích lịch sử, văn hóa hoặc công trình xây dựng khác. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo nội dung mà quỹ ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã thanh tra và kiểm tra thì ông vương tấn việt tức là thượng tọa thích chân quang đã xây dựng chùa và nhiều công trình trái phép trên đất rừng phòng hộ do nhà nước quản lý đã đến lúc các cơ quan chức năng thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu ra tối hậu thư cho chùa phật quan chủ động tháo dỡ các công trình sai phạm khôi phục hiện trạng ban đầu nếu không thực hiện trong thời hạn đặt ra thì sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế bên cạnh việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phạm tại chùa phật quan tỉnh bà rịa vũng tàu thì phải xử lý trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan đến các sai phạm trong vấn đề xây dựng chùa này Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng qua nội dung trong thông tin từ bài báo này thì chúng ta thấy rằng đó là việc cơ quan chức năng cũng đã rà soát quốc gia phạm và đã vào cuộc đưa ra các cái quyết định để xử phạt trong vấn đề này. Nhưng đối với việc mà xử phạt thì chúng ta thấy rằng đó là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng với cái mức tiền phạt này so với chùa và các sai phạm của ông thích chăn quan thì chúng ta thấy chẳng nhầm nhò gì chẳng ăn thua gì bởi vì đây có phải là tiền của ông đâu mà ông lo bởi vì đây có phải là tiền mồ hôi nước mắt ông làm ra đâu mà ông tiếc đây là tiền của bá tánh gọi là tiền cúng dương cho nên ông tha hồ tự tung tự tác tha hồ thực hiện các sai phạm của mình đấy trong khi xây dựng 36 công trình thì chỉ xin phép à, xây dựng được có một công trình còn lại 35 công trình đã bị à, sai phép và các sai phạm đó đều diễn ra liên tục liên tục có nghĩa là tái phạm trong nhiều lần và kể cả là bị cưỡng chế bị xử lý bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục các sai phạm như vậy thì chúng ta thấy rằng ông này vẫn ngoan cố cứng đầu hay là ông chống đối là pháp luật hay là ông coi thường pháp luật và coi cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giống như một miếng bánh để ông bỏ tiền ra ông mua và ông muốn thực hiện việc thao túng quyền lực của ông là như thế nào quý vị? Đây có phải là sai phạm của đơn vị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hay là việc ông quan có thể dùng quyền lực, dùng tiền của mình để mua chục hết tất cả? Chúng ta thấy rằng rõ ràng ông đã đã bành trướng thao túng và chiếm giữ đất rừng phòng hộ một cách vô cớ đấy cái thứ hai nữa là ông bỏ tiền ra mua chuộc hết tất cả các cán bộ quan chức để rồi ông nắm được quyền điều hành trong tay và ông lòng hành đến nỗi mà đến bây giờ các quyết định xử phạt này không nhầm nhò gì đến với ông cả. Như vậy chúng ta thấy rằng cần một cơ quan ban ngành thứ ba công lập để vào cuộc xử lý nghiêm các sai phạm ở đây không có phạt nữa mà yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện tượng ban đầu cho đất rừng phòng hộ. Thưa quý vị. Qua bài viết này, một lần nữa chúng ta thấy rằng sự vào cuộc nghiêm khắc của trung ương của các cơ quan ban ngành cũng đã tiến hành và sắp tới chắc chắn rằng cơ à, quan của chúng ta sẽ bị trả giá và sẽ trả lại tất cả những gì mà quan lấy, có nghĩa là quan sẽ ra đi từ tay trắng và sẽ trở về từ hai bàn tay trắng ban đầu thôi các bạn. Nhưng chắc chắn trong cuộc chơi này quan sẽ đánh đổi rất nhiều, quan khó thác trong cuộc chơi này đâu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi đoạn thông tin trên xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc mình xin chào thân ái ạ à.